Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuần qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền phối hợp cùng đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DRC Holding đã tổ chức giao lưu thể thao giữa hai đơn vị. Trong chương trình giao lưu, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự và các cán bộ, nhân viên, người lao động đến từ đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DRC Holding đã tham gia thi đấu hai nội dung, quần vợt và bóng đá. Với tinh thần thể thao đoàn kết và nhiệt huyết, cầu thủ hai đội tuyển đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, nhưng cũng không kém phần kịch tính, cùng những bàn thắng đẹp, đem lại sự hào hứng cho cả các vận động viên lẫn khán giả. Chương trình giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện với cán bộ nhân viên người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng DRC Holding, cũng như góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang huyện với các cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh.